Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người dù đang sống trong điều kiện hay hoàn cảnh như thế nào thì mùa xuân luôn có một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi mùa xuân đem đến những điều mới, những điều hy vọng mới, những sự tốt lành mới. Và mùa xuân sẽ càng ấm áp và ý nghĩa hơn nếu có sự yêu thương sẻ chia của những người xung quanh. Và trong suốt thời gian qua thì câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương đã đem đến rất nhiều mùa xuân cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người còn bất hạnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và hôm nay, Nhịp Đập Yêu Thương sẽ đem đến một mùa xuân rất ý nghĩa cho những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Đà Nẵng. Câu lạc bộ này vào đầu năm 2016, thì tôi cũng hay lên bệnh viện và chẳng kiện những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà mình muốn, mình không chỉ cho vật chất, nhưng mình muốn làm về tinh thần cho bệnh nhân. Từ đó tôi muốn nảy sinh ý tưởng là những chương trình điều ước và chương trình xuân yêu thương hàng năm. Chúng tôi đã thực hiện được 4 năm và đã tặng khoảng gần 1.000 suất quà cho bệnh nhân và khoảng gần 2.000 suất bao lì xì cho bệnh nhân ung thư ở đây. Chúng tôi ưu tiên về mặt tinh thần hơn vật chất. Với tinh thần là một liều thuốc bổ giúp bệnh nhân vượt qua cơn đau. Một ngày cuối năm cận kề Tết Nguyên Đán, với bao bận rộn hối hả ngoài kia, Bệnh viện Ung Bướu thành phố Đà Nẵng tưởng như sẽ mang một không khí buồn buồn, nặng nặng mỗi khi chiều xuống. Thế nhưng, vẫn mai đào đua sắc thắm, vẫn bánh chưng xanh, câu đối đỏ, vẫn những ông đồ cần mẫn cho chữ, và vẫn rất đông bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, y bác sĩ bệnh viện và rất nhiều các bạn trẻ tập trung tại khu vực hội trường để tham gia chương trình chào xuân. Cứ mỗi năm đến cái dịp mà xuân yêu thương của Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng thì em có tham gia cái chương trình bên đoàn. Mặc dù tuổi không còn đoàn nữa nhưng mà rất là muốn tham gia những chương trình như thế này. Muốn chia sẻ những cái câu chữ đến cho tất cả những người bệnh nhân thật sự trong những giai đoạn mà thật sự là không còn cái hy vọng nữa, thì cái câu chữ nó làm cái tinh thần. Vì cái tâm an thì vạn sự nó bình an. Tràn đầy năng lượng và không lúc nào thiếu vắng những nụ cười. Đó là những gì mà chúng ta có thể nhận được khi tiếp xúc với các bạn trẻ của câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương. Thế nhưng, để tổ chức được những chương trình chất lượng, quy mô, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho người bệnh, bạn Nguyễn Đăng Hòa và các thành viên trong câu lạc bộ đã bỏ ra không ít thời gian, tâm huyết, công sức. Và song tồn với đó, những bạn trẻ này cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là khâu vận động tài chính để tổ chức chương trình. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là về kinh phí. Vì kinh phí chúng tôi là hàng hẹp. Muốn làm chương trình thì chúng tôi phải chuẩn bị nhất 2 tuần và xin trên mạng xã hội và cố gắng kết nối các nguồn khác để có một số lượng kinh phí nhất định để thực hiện chương trình. Và điều khiến câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương có thể vượt qua mọi khó khăn để đem đến chương trình ý nghĩa và chất lượng nhất cho bệnh nhân, không gì khác là nhiệt huyết của tuổi trẻ, là sự đồng cảm với những nỗi đau và những số phận kém may mắn này đang gặp phải. Từng phần quà Tết, mừng tuổi may mắn từ các mạnh thường quân, câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương và các y bác sĩ bệnh viện gửi đến tận tay, ngay nơi giường bệnh của các bệnh nhân là những tình cảm, sự động viên, khích lệ, giúp sưởi ấm được nhiều trái tim đang chịu nhiều nỗi lo âu khi Tết đến xuân về. Lúc mà tham gia lạc bộ thì em làm chương trình điều ước cho bệnh nhân ở Bệnh viện Ung Bướu này luôn. Là hồi trước thì em không biết những cái điều như là làm chương trình điều ước như thế nào, em chỉ xem qua TV. Nhưng mà qua cái chương trình đó thì em học rất nhiều kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Rồi mấy anh chị bảo rất nhiệt tình, em thấy rất ý nghĩa. Thế chúng tôi muốn là hỗ trợ bệnh nhân từ một chút vật chất, từ những bức tranh thư pháp và bức hình. Chúng tôi và những bức hình đó là một hình cuối cùng. Một số người nói là họ sẽ làm bức hình ở bệnh thờ của họ. Cô nói là sắp hình này đẹp quá. Đây là lần đầu tiên cô được chụp hình của một người, một số cô chủ đã tâm sự với chúng tôi. Trước những tình cảm yêu thương chân thành, nhiều bệnh nhân đã tạm quên đi cơn đau, vẫn đang dày vò về thể xác và tinh thần để cùng tham gia chương trình với câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương một cách nhiệt tình và vui vẻ nhất. Bữa nay cô thấy vui quá,
rồi có cô bác sĩ nói là cô thấy cô tính cô vui lắm, chắc có lẽ là cô hát hay, tôi kêu cô là văn nghệ nhất trường, cho nên thôi kêu cô để đăng ký tiết mục cô lên cô hát cô, cái bài Em Yêu Anh Như Cô Hồ Vĩ Dậm, thì mấy cô mấy bác kêu hay quá, rồi cô đến đây là cũng chung vui để ngày mai cô đi mổ, rồi cô cũng thích văn nghệ cho nên là một cái niềm vui đến với cô rất là cảm ơn. Thưa quý vị, tạm quên đi những cơn đau về thể xác và tinh thần đang giày vò những bệnh nhân tại bệnh viện Ung Bướu, thì những hình ảnh về những ngày đầu xuân như thế này sẽ còn được lưu giữ mãi. Và dù cuộc sống có thử thách họ như đến đâu, và cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đến đâu, thì chắc chắn rằng những hình ảnh, niềm vui, sự lạc quan và tin yêu vào cuộc sống như thế này sẽ còn được lưu giữ mãi. Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương tổ chức những cái chương trình như thế này, những hoạt động như thế này rất là hay, rất là có ý nghĩa. Đặc biệt trước cái thêm năm mới như thế này thì như là một món quà để tặng cho tất cả quý bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Những hoạt động của chương trình Tết Đoàn Viên Xuân Yêu Thương tôi nghĩ là sẽ mang lại những cái niềm vui, những cái hạnh phúc, những cái phục thư giãn để mà phục hồi lại cái sức khỏe sau những đợt vào thuốc, sau những đợt tia xạ. Và tôi nghĩ đây là một cái vấn đề, một cái hoạt động mà câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương tôi mong rằng là nên duy trì hàng năm. Và tôi cũng mong là cái lòng nhiệt huyết, cái thiện nguyện của các bạn trẻ ở trong câu lạc bộ này luôn hướng về những người bệnh, đặc biệt là người bệnh ung bướu. Mong muốn chúng tôi là muốn câu chương trình xuân yêu thương chúng tôi được lan tỏa để mọi người nhiều hơn, và những điều ước của chúng tôi và sẽ được nhiều người hỗ trợ. Mong chương trình điều ước cuối cùng cho bệnh nhân ung thư của chúng tôi được lan tỏa đến cả nước và được mọi người hỗ trợ nhiều hơn. Nhịp Đập Yêu Thương tập trung hầu hết các bạn trẻ đến từ nhiều lứa tuổi khác nhau, song có chung niềm đam mê là làm điều thiện. Có những bạn là sinh viên, có những bạn mới ra trường, bắt đầu lập nghiệp, vẫn dành chút bớt thời gian tìm hiểu những mảnh đời bất hạnh để trao yêu thương, gieo niềm tin, nghị lực sống cho họ. Và với người mắc bệnh ung thư, rất dễ mất tinh thần và gần như suy sụp, câu lạc bộ đang hướng tới những bệnh nhân này để giúp họ thực hiện những điều ấp ủ đang còn dở dang, xem như là một món quà dành tặng cho những hoàn cảnh kém may mắn. Tuy có những người sau khi hoàn thành xong điều ước đã mỉm cười rời xa trần thế, nhưng cũng có những nhân vật tiếp tục chống chọi với bệnh tật với tinh thần lạc quan, yêu đời và mạnh mẽ hơn. Thế nên đêm cuối năm lạnh tê tái, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người thì vẫn ấm áp vô cùng. Xuân yêu thương hòa với lời ca tiếng hát giúp bệnh nhân có tinh thần lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống, tiếp tục chống chọi vượt qua bệnh tật. Bởi khi yêu thương trao đi, nỗi tuyệt vọng vơi dần là lúc niềm tin, hy vọng còn ở đó. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống vẫn luôn là một bức tranh giữa những gam màu trầm buồn và tươi sáng. Và trong rất nhiều giai đoạn của cuộc đời, có những khó khăn nghiệt ngã như dìm ta xuống hố sâu tuyệt vọng, đặc biệt trong những nguy cấp liên quan đến sức khỏe. Thế nhưng cuộc sống cũng thật tươi đẹp khi trong chuỗi ngày đen tối vẫn lóe lên ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng về một sự đồng cảm, sự chia sẻ, yêu thương, và chính từ niềm tin và từ niềm hy vọng vẫn mãi đang tiếp diễn. Và tạm biệt câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương, chúng ta cùng chúc cho các thành viên của câu lạc bộ sẽ luôn có nhiều sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục đem niềm yêu thương đến những bệnh nhân đang có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Và đến đây thì chương trình Chuyện Trong Phố kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên chương trình này kỳ sau.